Có muốn tìm làm giải áo trước? Vâng, Việt Nam đã làm nên kỳ tích với việc vào bán kết của ASEAN 18. Và lúc ở đây, chúng ta đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của trận đấu trên thể ba. Vũ Văn Thanh đã vào đầu tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyễn Trinh và An Sang Si. Tỷ số đá người đẹp người cân bằng 2-2. Từ cú đá vừa rồi của Minh Vương, trận đấu kết lại với phần thắng nghiêng